Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Nhà Trắng cho biết Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga sau khi Moscow cáo buộc Kiev triển khai UAV nhằm vào dinh thự Tổng thống Nga. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói tại cuộc họp báo ngày 3 tháng 5, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột này, Mỹ chắc chắn không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của họ. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng về điều đó. Bình luận của thư ký báo chí Nhà Trắng đề cập việc giới chức Nga cáo buộc Ukraine triển khai hai UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin rạng sáng 3 tháng 5. Các phi cơ bị lực lượng tác chiến điện tử vô hiệu hóa. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông Putin không có mặt tại dinh thự khi đó. Nga coi đây là hành động khủng bố được lên kế hoạch trước và âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Nga trước ngày chiến thắng 9 tháng 5. Khi được hỏi về khả năng cáo buộc của Nga là hoạt động cơ giả dựng lên sự kiện, thư ký báo chí Nhà Trắng nói còn quá sớm để đánh giá, nhưng rõ ràng Nga từng làm những việc như vậy. Cơ giả là hành động dàn dựng sự việc nhằm đổ lỗi cho một bên. Giới chức Mỹ nói rằng họ không nhận được cảnh báo trước về vụ tấn công bằng UAV ở Moscow. Các cơ quan của Mỹ đang đánh giá cáo buộc của Nga. Thượng nghị sĩ Mark Wagner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ nói rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine đứng sau vụ tấn công vào Điện Kremlin. Khi được hỏi liệu các cơ quan tình báo Mỹ có loại trừ khả năng Ukraine đứng sau vụ tấn công, ông Wagner nhấn mạnh rằng còn quá sớm để biết chắc chắn. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Washington không thể xác thực những cáo buộc của Moscow và không nên tin toàn bộ những gì được Điện Kremlin đưa ra. Ông cũng khẳng định Ukraine có quyền tự quyết khi được hỏi liệu Washington có chỉ trích Kiev nếu nước này tấn công lãnh thổ Nga hay không. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine không tấn công Tổng thống Putin hay thủ đô Moscow của Nga. Quan chức cấp cao thuộc văn phòng Tổng thống nhấn mạnh tấn công Điện Kremlin không thay đổi cục diện chiến trường và chỉ khiến Nga hành động cực đoan hơn. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi vụ tấn công là hành động khủng bố và là lựa chọn duy nhất của Moscow. Và lựa chọn duy nhất của Moscow là đáp trả nhằm vào Tổng thống Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng nước này không nên đàm phán với Tổng thống Ukraine, đồng thời kêu gọi sử dụng những vũ khí có khả năng ngăn chặn và phá hủy hoàn toàn chính phủ Ukraine để trả đũa. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã thông báo mở một cuộc điều tra hình sự về hành động tấn công khủng bố liên quan đến âm mưu của chính phủ Ukraine nhằm sử dụng UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga tại Điện Kremlin. Giới chức Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu đô la Mỹ, trong đó có nhiều loại đạn dược phục vụ đợt phản công của Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 3 tháng 5 cho biết, chính phủ Mỹ trong vài tháng qua thực hiện công việc quy mô lớn nhằm đáp ứng yêu cầu của Ukraine trước chiến dịch phản công theo kế hoạch. Gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la Mỹ nâng tổng hỗ trợ quân sự Mỹ cho Ukraine lên hơn 35,7 tỷ đô la Mỹ sau khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đây là lần thứ 37 Mỹ rút vũ khí và thiết bị từ kho để chuyển cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine có liều nổ chuyên phá hủy chướng ngại vật, rocket phóng từ máy bay Hydra-70, rocket cho pháo phản lực HIMARS, lựu pháo và đạn 155mm, đạn súng phối các cỡ, tên lửa chống tăng BGM-71 Thâu, súng chống tăng AT-4 và các Gustav vũ khí cá nhân và đạn dược. Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, gói viện trợ mới sẽ tập trung vào đạn dược và khả năng dọn chướng ngại vật nhằm cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để vượt qua phòng tuyến của Nga. Gói viện trợ được công bố sau khi Ukraine tuyên bố sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng phản công khi có ý muốn của Chúa, thời tiết thuận lợi và các chỉ huy ra quyết định. Phương Tây và Kiev kỳ vọng đợt phản công quy mô lớn sẽ giúp Ukraine giành lại nhiều khu vực mà Nga đang kiểm soát. Theo tài liệu của Lầu Năm Góc bị dò dỉ gần đây, Ukraine dự kiến huy động ít nhất 12 lữ đoàn cho chiến dịch phản công ở khu vực miền Đông và miền Nam. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ lo ngại kịch bản bị công kích nhiều mặt nếu đợt phản công của Ukraine thất bại hoặc không đạt được kết quả đáng kể. Các báo cáo gần đây đánh giá Ukraine có thể đạt được bước tiến ở miền Nam và miền Đông, song không thể lặp lại thành công như đợt phản công bất ngờ hồi tháng 9 năm 2022 ở tỉnh Kharkov. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh họ đang làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo đợt phản công của Ukraine thành công. Khi thời tiết trở nên ấm áp hơn ở châu Âu, chiến sự tại Ukraine cũng bắt đầu ác liệt hơn. Khi các bên đang chuẩn bị cho những trận đánh lớn trong thời gian ngắn tới, Nga sẽ làm gì?
Giới quan sát phương Tây dự đoán cuộc phản công của Ukraine sẽ sớm xảy ra để chiếm lại các vùng lãnh thổ hiện nay do quân Nga kiểm soát, trong khi cho rằng Tổng thống Nga Putin đang muốn kéo dài cuộc chiến. Các hãng truyền thông thân Nga cho rằng triển vọng cuộc phản công của Ukraine khó thành hiện thực khi quân đội Nga vừa thực hiện thành công một loạt cuộc tấn công lớn vào các kho đạn dược của Ukraine, làm cạn kiệt nghiêm trọng kho dự trữ vũ khí của nước này. Hôm 1 tháng 5, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy một tuyến đường sắt chứa tới 200 tấn đạn dược của Ukraine ở Donetsk. Một cuộc tấn công riêng rẽ khác bằng tên lửa của Nga đã phá hủy hai sư đoàn tên lửa của hệ thống phòng không S-300 trong kho vũ khí ở Pavlograd thuộc vùng Dnepropetrovsk của Ukraine. Trong khi đó, ngày 2 tháng 5, Tổng thống Ukraine Zelensky không đề cập gì đến vụ thiệt hại kho vũ khí mà chỉ cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố miền đông Pavlograd đã khiến 2 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Trước đó, phía Nga cũng cho rằng 4 bệ phóng tên lửa của hệ thống S-300 phòng không của Ukraine bị phá hủy sau cuộc không kích thành công của Nga vào ngày 27 tháng 4. Các tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ trên mạng gần đây cũng tiết lộ đánh giá của Washington cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone của Nga đã làm cạn kiệt một cách có hệ thống kho dự trữ vũ khí của Ukraine. Mặc dù số liệu thiệt hại kho vũ khí của Ukraine chưa thể xác thực, nhưng việc tấn công dồn dập vào hậu cần vũ khí của Ukraine thể hiện sự ưu tiên nhất quán trong chiến thuật tác chiến của quân đội Nga hiện nay. Đó là làm suy yếu năng lực phòng thủ, cũng như làm giảm cơ hội phản công của Ukraine trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn về vũ khí. Cũng trong ngày 2 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kêu gọi nhanh chóng tăng gấp đôi sản lượng tên lửa dẫn đường của Nga và đẩy nhanh việc bổ sung các loại vũ khí và thiết bị quân sự khác cần thiết cho cuộc chiến ở Ukraine. Bởi theo ông Shoigu, Nga đang chiến đấu không chỉ với Ukraine mà còn với sự hỗ trợ quân sự chưa từng có từ phương Tây. Việc thiếu hụt vũ khí của quân đội Nga không phải là sự phóng đại, khi tuần trước người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã kêu gọi Bộ Quốc phòng Nga tăng cường vận chuyển đạn dược cho đội quân của ông đang chiến đấu ở Bakhmut, Ukraine. Trong video đăng tải trên kênh Telegram, ông Yevgeny Prigozhin cho biết cần ít nhất 300 tấn đạn pháo mỗi ngày để giành lấy thành phố Bakhmut, trong khi các lực lượng của ông mới chỉ nhận được 1/10 số đạn dược họ cần. Và điều này cho thấy ngành công nghiệp vũ khí Nga đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu của chiến tranh. Những cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine cũng bị gián đoạn và không liên tục trong thời gian qua vì lực lượng Nga được cho là thiếu kho dự trữ vũ khí đầy đủ để duy trì năng lực tấn công. Các lực lượng của Nga hiện đang thực hiện hai mục tiêu: tích cực sản xuất vũ khí ở hậu phương, đồng thời phá hủy kho vũ khí của Ukraine để duy trì sự vượt trội trên chiến trường. Các cuộc tấn công này diễn ra khi các nguồn tin của Ukraine và phương Tây đều cảnh báo Kiev đang ngày càng thiếu đạn dược. Để tiếp sức cho Ukraine, Mỹ đang có kế hoạch sớm công bố gói viện trợ quân sự lần thứ 37 mới trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Lần đầu tiên, gói viện trợ vũ khí sẽ bao gồm tên lửa Hydra 70 tầm ngắn, được phóng từ máy bay và có thể được sử dụng để hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất tiến công của Ukraine, bên cạnh các loại đạn cho pháo, lựu pháo, súng cối, tên lửa và súng trường chống tăng. Đúng như ông Sergei Shoigu tuyên bố, Nga đang phải chiến đấu với một Ukraine đang được hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây, cho nên những cuộc tấn công mang tính phá hủy của Nga vào các cơ sở hậu cần vũ khí của Ukraine được nhận định sẽ trở nên dày đặc hơn trong thời gian tới. Liên quan đến tình hình phản công của quân đội Ukraine, mới đây, The Guardian dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Ukraine ngày 2 tháng 5 cho biết, nước này đã hoàn tất việc thành lập 8 lữ đoàn bão tố với quân số lên tới 40.000 người để chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý lực lượng trên vẫn cần huấn luyện thêm trước khi sẵn sàng tác chiến. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko, các binh sĩ này sẽ được trang bị vũ khí và trải qua quá trình huấn luyện khoảng 2-3 tuần trước khi được giao nhiệm vụ tham gia các hoạt động tấn công thích hợp cùng với quân đội chính quy hiện tại của Ukraine. Câu hỏi đặt ra là quá trình chiêu mộ khẩn cấp các lữ đoàn bão tố thành công đến mức nào khi có những lo ngại rằng mức độ sẵn sàng chiến đấu của một bộ phận người Ukraine đang giảm dần do xung đột kéo dài. Nga và Ukraine đang rơi vào một cuộc chiến tiêu hao ở mặt trận miền đông Ukraine, đặc biệt là tại Bakhmut. Giới chức Mỹ đầu tuần này ước tính hơn 20.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine chỉ trong 5 tháng trở lại đây, chủ yếu là ở Bakhmut. Washington và các đồng minh không công bố đánh giá về tổn thất của Ukraine. Song, tài liệu mật của Lầu Năm Góc do rỉ tháng trước ước tính 15.500 đến 17.500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng kể từ khi xung đột xảy ra. Tài liệu cũng nói rằng Ukraine lập ra 12 lữ đoàn mới, trong đó 9 lữ đoàn được phương Tây trang bị vũ khí và huấn luyện. Hiện chưa rõ lữ đoàn bão tố mới thành lập có phải là một phần trong số đó hay không.
Theo Bộ trưởng Klimenko, mặc dù do Bộ Nội vụ lập ra, nhưng các lữ đoàn bão tố sẽ thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng Ukraine khi được triển khai. Thành viên của lực lượng này đều là tình nguyện viên, bao gồm cả tân binh, cảnh sát, cựu chiến binh. Giới chức Ukraine nhiều tuần trở lại đây đều phát tín hiệu chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, đến nay, thời điểm và mục tiêu phản công của Kiev vẫn là một bí mật. Một số quan chức Ukraine thừa nhận kế hoạch phản công đang bị trì hoãn bởi thời tiết không thuận lợi. Trong khi đó, giao tranh ở Bakhmut tiếp tục khốc liệt. Chiến lược của Ukraine là gây tổn thất nhiều nhất có thể cho Nga ở mặt trận này nhằm ngăn cản Moscow mở đợt tấn công mới. Theo tài liệu mật của Lầu Năm Góc, Kiev đã đưa viện binh đến Bakhmut ngăn chặn nguy cơ thành phố bị bao vây, đồng thời giúp Ukraine có thêm thời gian tập hợp lực lượng cho chiến dịch phản công khi thời tiết thuận lợi hơn. The Guardian dẫn các nguồn tin tình báo cho hay, Nga cũng đang ra sức chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc xung đột, tăng cường phòng thủ ở những vùng lãnh thổ đã kiểm soát nhằm đề phòng cuộc phản công của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 2 tháng 5 cho biết, các công ty quốc phòng của Nga đã được lệnh tăng cường sản xuất, đặc biệt tăng gấp đôi sản xuất tên lửa chính xác cao. Ông Shoigu nhấn mạnh sự thành công của chiến dịch quân sự tại Ukraine phụ thuộc vào khả năng đáp ứng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.